Chào mừng anh em đến với kênh Đam Mê Năng Lượng. Hôm nay thì trong cái video này tôi sẽ trình bày về cái nguyên lý hoạt động của điện DC ha. Tại vì cách này cũng khá lâu rồi anh em à. Cách này cũng tầm khoảng 7 tháng rồi thì có một anh thì anh có xem video và để lại cái comment thì tôi thấy cái comment này mang tính chất là tiêu cực nhiều hơn là tích cực đó ha. Đó, đáng lẽ thì tôi không có làm những cái video như thế này. Mình nêu đọc cái thông tin của anh để lại ha. Đó, nhưng mà tôi không có nêu lên cái thông tin cá nhân của anh. Đó, thì anh có để lại comment như thế này: anh này, anh nói thế nào tôi nghe không hợp lý. Pin năng lượng mặt trời 50W làm sao mà nạp được bình 50Ah trở lên? Ai đã từng dùng ắc quy rồi thì biết sạc nhỏ không bao giờ sạc được bình ắc quy lớn, cho là sạc cả tháng. Đơn giản như ta tháo nước nước ruộng nhỏ không bao giờ tháo sang nước ruộng lớn được. Đó, thì cái thông tin anh để lại như thế này thì tôi cũng xin trình bày cái nguyên lý hoạt động của cái điện DC này, thì nó cũng giống như cái nước ha. Đó, thì cái thông tin đó, cái video tôi ra khá lâu rồi, cách này lâu lắm rồi, tại vì cái thông tin để lại là 7 tháng rồi ha. Đó, thì trong cái nội dung video đó tôi còn nhớ, tại vì tôi có làm rất nhiều video mà anh em, thì tôi có trả lời những cái thông tin anh em, là tại vì anh em có hỏi là có những cái tấm pin có công suất là 50W sạc cho những cái bình 50Ah được hay không. Đó, thì tôi mới nói là được. Tại vì như thế này, cái nguyên lý hoạt động của điện DC á, thì cái tấm pin mình á có cái công suất á, lớn hay nhỏ đó là không quan trọng ha. Cái quan trọng đây là cái điện thế của cái tấm pin. Nếu anh em muốn sạc được cái bình 12V có cái dung lượng 50Ah thì cái tấm pin đó nó có cái điện thế, cái điện áp của tấm pin nó phải cao hơn cái điện áp của cái bình ắc quy của mình thì nó mới chạy sang được cái bình ắc quy. Tôi bây giờ tính như thế này, cái tấm pin năng lượng á có cái công suất là 50W giờ, đó, cái điện thế nó là 18V đó ha. Còn cái bình ắc quy 50Ah 12V 50Ah thì cái thể tích chứa điện của nó, cái dung lượng lưu trữ điện năng của nó là tầm là 600W điện. Còn cái tấm pin á 550W á, một ngày nắng đẹp nó sản sinh ra tầm tầm khoảng là trên dưới 250W điện. Thì nếu anh em sử dụng cái lượng điện trong cái pin 50Ah này hết sạch ha thì cái tấm pin này chỉ cần là tầm khoảng chừng hơn 2 ngày nắng đẹp mà thôi ha, hơn 2 ngày nắng thì sẽ nạp đầy lại cái pin có dung lượng là 50Ah đó. Còn nếu tôi ví dụ như thế này, nếu anh em có cái pin 12V mà 50Ah, anh em có cái tấm pin có cái công suất 400W ha hoặc là 500W nhưng mà cái điện thế của cái tấm pin nó có 10V đi thì không bao giờ nào nó sạc được cái pin có dung lượng 50Ah đó. Thì tôi nói đây là anh em hiểu, cái anh em đã hiểu là cái nguyên lý hoạt động của điện DC ha. Tại vì tôi trình bày những cái video này cho những anh em mới ha, những anh em còn đang băn khoăn, anh em mới chưa hiểu về điện. Chứ còn nếu mà anh em có rất nhiều anh em đã hiểu biết rồi thì thôi nha, xin bỏ qua, hoặc là anh em cũng có thể là bổ sung thêm ha. Đó, thì cái nguyên lý của điện DC thì anh em phải hiểu là cái điện áp cao nó sẽ chạy sang cái điện áp thấp. Cho dù cái tấm pin anh em nó lớn, nó có cái công suất lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà cái điện thế của cái tấm pin nó nhỏ hơn, nó thấp hơn cái điện thế của cái bình ắc quy thì không bao giờ nào nó sạc được cho cái bình ắc quy. Cho dù cái bình ắc quy của anh em á 2Ah nó nhỏ xíu vậy à, cái dung lượng nó có 2Ah đi mà cái điện thế của cái bình ắc quy nó 12V đó, mà cái tấm pin của anh em 500W mà cái điện thế cái tấm pin nó có 10V nè thì không bao giờ nó sạc được. Đó, nó lại vậy à. Còn ví dụ như cái tấm pin anh em có 10W đi, cái tấm pin có 10W nhưng mà cái điện thế nó vẫn là 18V, cái điện thế nó cao hơn cái điện thế bình ắc quy nha em. Cho dù cái bình ắc quy anh em có dung lượng 100Ah đi chăng nữa thì nó vẫn nạp, nó vẫn sạc được cái pin à, nó vẫn tạo ra cái tấm pin 10W, nó vẫn tạo ra điện, nó tạo ra một cái lượng điện nhỏ, nó vẫn chảy vào cái bình có cái dung lượng lưu trữ rất là lớn, nhưng mà nó chảy rất là lâu đây, nó chảy cái chừng 10 ngày hay 15 ngày nó mới đầy cái bình có dung lượng lớn đó. Tùy theo cái công suất của tấm pin, công suất tấm pin càng lớn
thì sạc pin nó mau đầy hoặc là chậm đầy thì tùy theo cái công suất của tấm pin. Nhưng mà quan trọng ở đây là cái điện thế của tấm pin nó phải cao hơn cái điện thế của cái ắc quy của mình thì nó mới nạp được cái ắc quy của mình. Còn cái thời gian thì nó phụ thuộc vào cái công suất của tấm pin, và cái đặc biệt hơn nữa là phụ thuộc vào cái thời tiết, tại vì pin năng lượng mặt trời mà ha. Đó, thì cái nguyên lý hoạt động tôi vừa trình bày đến đây thì tôi nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất ha, chứ tôi không có nói theo mà cái cách mà khoa học ha này kia, nói theo mà cái dạng như là kỹ sư điện ha, là chuyên gia chuyên sâu gì đâu. Tôi hay chia sẻ một cách rất là nông dân đó, để cho anh em mình dễ nắm bắt ha. Tôi vừa nói là anh em đã hiểu ngay cái vấn đề là ở đây là cái nguyên lý hoạt động của điện DC này nó rất là đơn giản và dễ hiểu. Nếu chúng ta muốn dùng để sạc những cái bình ắc quy có cái điện thế 12V thì chúng ta phải đòi hỏi cái điện thế tấm pin nó phải là cao hơn ha, tầm 15V đổ đi ha. Chúng ta muốn sử dụng sạc cho ắc quy 24V thì cái điện thế của cái tấm pin nó phải trên 30V mới sạc được. Nếu chúng ta muốn sạc được cái ắc quy 48V thì cái điện thế của tấm pin nó phải là trên 60V sạc mới được đó. Ví dụ còn cái công suất của tấm pin á thì cũng tùy, ví dụ công suất nhỏ thì sạc lâu đầy, công suất lớn á thì sạc nó mau đầy, đó là vậy ha. Và anh đưa ra ví dụ như bây giờ cái mực nước á, cái ruộng nhỏ thì không bao giờ nào tháo sang cái ruộng nước lớn được, thì cái mực nước ở đây anh nói về cái mực nước á, thì theo cá nhân tôi nghĩ này, nói về nước á, thì tùy theo cái mực nước, nếu mà ví dụ như mực nước nào cao hơn thì nó sẽ chảy sang cái ruộng nước thấp hơn. Ví dụ như bây giờ cái ruộng lớn đi, cái ruộng lớn mà đặt cao hơn cái ruộng nhỏ thì nếu mà mình tháo nước sang thì nó vẫn chảy sang cái ruộng nhỏ ha. Còn nếu mà trường hợp cái ruộng lớn á, nếu mà nó có cái mực nước mà thấp hơn cái ruộng nhỏ đi, hai cái ruộng, một cái ruộng lớn và cái ruộng nhỏ nằm sát bên với nhau, nhưng mà hai cái mực nước á, cái ruộng nhỏ có mực nước cao hơn cái ruộng lớn thì nó vẫn chảy sang ruộng lớn, ngoại trừ chúng ta dùng cái bơm á, ha, chúng ta dùng bơm nước á, dùng bơm nước mình bơm từ cái mực nước thấp hơn sang cái nước cao hơn đó, mình dùng máy bơm là nó tính là nó tỷ lệ nghịch rồi ha. Đó, nên cái trường hợp này anh đưa ra hai cái ví dụ này thì tôi cảm thấy là tôi thấy nó chưa có hợp lý, nên anh đưa ra hai ví dụ như bây giờ anh phải hiểu cái vấn đề ở đây là cái điện thế, cái điện DC ha, nó khác với cái điện AC ha. Đó, cái điện DC này thì ở nơi nào cái áp cao thì nó sẽ chạy sang nơi cái áp thấp, đó là như vậy ha. Đó, ngay cả cái mực nước cũng vậy, cái mực nước nào cao hơn thì nó sẽ chạy sang cái mực nước thấp hơn, ngoại trừ chúng ta dùng bơm từ cái mực nước thấp sang lên cái mực nước nó nằm ở cao đó. Chẳng hạn như cái ruộng lớn nó chứa nước nhiều mà nó nằm sâu hơn cái ruộng nhỏ tuy rằng cái ruộng nó nhỏ nhưng mà nằm trên cao, nó có cũng chứa nước nhưng mà chứa cái lượng nước ít đó, nhưng mà chúng ta không dùng máy bơm thì chúng ta không thể nào mà đưa nước từ cái ruộng lớn sang cái ruộng nhỏ được, vì chúng ta phải dùng tới cái bơm, chúng ta mới bơm từ cái ruộng lớn có mực nước nằm thấp ở dưới sang cái ruộng nhỏ đó, kiểu là vậy anh. Đó, thì qua vài thông tin xin chia sẻ cùng anh em xem qua và tham khảo, để anh em, nếu anh em chưa hiểu vấn đề thì hãy tham khảo video này ha. Đó, video này thì tôi không trách móc ai, nhưng mà cái gì nên nói thì mình nói để anh em mình hiểu nhau hơn ha. Rồi, đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng cái video này là lại ha. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều. Nếu anh em thấy video tôi chia sẻ có hữu ích và thiết thực thì anh em hãy để lại cái like. Tôi hay thường chia sẻ hàng ngày anh em ạ, hàng ngày nào cũng vậy, tôi phải ra những cái video chia sẻ cho anh em. Tôi không có kinh doanh bên cái loại điện này, mà không có quảng cáo sản phẩm cho ai nữa đó, nhưng mà tôi hay chia sẻ đó cũng vì đam mê thôi anh em ạ, chia sẻ cho anh em chứ thời gian đâu mà chia sẻ như thế này đâu. Làm YouTube cũng kiếm được một chút ít tiền đó, cũng trang trải được là thu hút thôi ha, nhưng đó là một cái niềm đam mê, cái niềm vui đó. Thì chia sẻ rất là rộng rãi ở trên trang mạng, ở trên trang kinh, nhưng cũng có nhiều anh nói dày, nhiều anh nói khác, mình cũng mệt lắm anh em ạ. Đó, có những nhiều lắm anh em ạ, rất rất nhiều những cái comment tiêu cực ha, nói thế này thế kia, có rất là nhiều những cái comment của anh em chuyên sâu,
chuyên sâu về điện, nói lên nói này kia. Tôi ví dụ tôi chia sẻ có sơ hở một cái vấn đề là anh em nhảy vô trách móc liền. Nhưng anh em biết anh em không bao giờ nào chia sẻ cho anh em đâu. Anh em hình như là em luôn cái nghề mất tiêu à. Mình chia sẻ mà gặp có vấn đề gì, hơi cái gì chút là anh em nhảy vô móc liền. Ngộ vậy nha. Còn nếu mà anh em biết hình như là ít có khi nào anh em chia sẻ để rộng rãi. Mà cái vấn đề này à, nếu anh em đã sử dụng qua rồi mà anh em biết một chút ít mà anh em không chia sẻ, sẽ có khác nào mình làm ra bao nhiêu tiền hình như là đem mua những cái thiết bị của bên Trung Quốc không à, bên Tàu hình như là nó sản xuất những sản phẩm mà bán hình như là thu hết cái nền kinh tế của mình hết á. Cái quan trọng ở đây là gì? Cái quan trọng không phải là tôi nói nó chê bai cái hàng Tàu là cái gì. Cái hàng Tàu á, anh em biết sao, nó vừa rẻ, nói chung ngon bộ rẻ, nếu mà mình biết cách sử dụng, nó sử dụng cũng bền lắm á, chứ không phải là nói là chê gì đâu nha. Nếu mà mình biết sử dụng là sử dụng nó cũng bền, ít ra nó cũng giúp ích cho những cái nơi mà vùng sâu vùng xa, cái vùng mà chưa có lưới điện quốc gia đó anh em, đó nó cũng rất là hay ho đó, đối với cái đời sống bây giờ mà nó phải có cái ánh sáng. Rồi, không dài dòng liên thiên nữa, tôi xin tạm dừng video tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn anh em rất nhiều.